Theo quy định, năm học 2021-2022, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của nhóm học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương đương với 67.050 đồng trên một học sinh trên tháng và một năm là 804.600 đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh sinh viên chỉ đóng 70% mức đóng, nên số tiền thực tế mà mỗi học sinh sinh viên sẽ đóng là 46.935 đồng trên tháng, tương đương với 563.220 đồng trên năm. Nhóm học sinh sinh viên được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường hoặc cơ sở y tế theo quy định, chỉ trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng, lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định vào tháng đầu mỗi quý, được cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về bảo hiểm y tế, cũng như khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Hiện nay, phụ huynh học sinh sinh viên có thể tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các cách sau: truy cập vào cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn, nhắn tin theo cú pháp BHTHE mã thẻ bảo hiểm y tế gửi 8079, gọi điện đến tổng đài 1900-9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp, đặc biệt khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Mọi nhóm đối tượng đều có thể được theo dõi quá trình đóng hưởng bảo hiểm y tế của bản thân, cập nhật các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện một số dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong khó khăn chung của cả nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ đồng để giúp người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hỗ trợ theo quy định, chủ động và kịp thời, bảo đảm nhanh nhất và thuận lợi nhất là những yêu cầu mà Bảo hiểm xã hội đặt ra để thủ tục thực hiện được đơn giản và nhanh chóng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt viên chức, nhân viên tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại quyết định số 23, không để hồ sơ quá hạn. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rồi đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tăng cường giao dịch từ ứng dụng công nghệ thông tin. Vì cái việc này thì chúng tôi và đặc biệt cả ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức thực hiện rất là tốt trong nhiều năm qua, và lần này thì trong bối cảnh dịch thì cũng thuận lợi khi triển khai nhiều nội dung này. Ngoài ra thì thực hiện các thủ tục hành chính công thông qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác, đúng người hưởng được phúc lợi trùng lập, không có tình trạng trục lợi chính sách. Vì rất nhiều người họ không bị giãn cách rồi khó khăn, cũng không thể đi lại được, thì thông qua cái công nghệ thông tin thì họ kết nối vào các cổng dịch vụ công quốc gia, thì đề nghị với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện các thủ tục này. Tính đến giữa tháng 9 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho 4 đơn vị số tiền hơn 155 triệu đồng. Trong tháng 7 và tháng 8, thực hiện việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho hơn 2.500 đơn vị, gần 8.000 lao động với số tiền gần 4 tỷ đồng. Về nghị quyết 68 và quyết định 23, có một tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tuất cũng được xem như là một giải pháp hỗ trợ ngắn hạn cho doanh nghiệp, giúp kéo dài thời gian đóng, vì hiện tại để hoạt động thì doanh nghiệp phải dựa vào nội lực là chính. Do đó, sự hỗ trợ của các nguồn lực từ bên ngoài như chính phủ là một cái điều mà doanh nghiệp cũng rất là cần. Thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người lao động, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, đẩy lùi dịch COVID-19, sớm ổn định kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.